Ok, các em cùng comment đáp án nhé. Bạn lại tìm comment đầu tiên kìa. Công thức của Alkanan là gì? Đấy, các em cần phải hiểu Alkanan là gì. Thế thì Alkanan là để nói lên là bọn về anhydride, no, đơn, hở. Được chưa? Đấy, Alkanan là tên của anhydride, no, đơn, hở. Các em cùng comment đáp án nhá, comment thật nhiều vào. Thế thì anhydride, no, đơn, hở để công thức tổng quát là gì? Đấy thì nó có thể là CnH2NO với n lớn bằng 1 được. Nó cũng có thể là CnH2N cộng 1 CHO. Đúng chưa? Thế nhưng mà có anh này này là không được, bởi vì là số nguyên tử hydro là số lẻ. Đấy là không được. Vậy thì đáp án đúng mình là đáp án D. Câu A B thử đúng, rất tốt. Mình thấy thấy có rất nhiều bạn comment rất đúng nhá. Mình sang câu tiếp theo này. Câu số 2, các em nhớ là comment đáp án xuống bên dưới. Và chú ý một điều là hôm nay, riêng hôm nay là các em nhớ là share video lại về tường. Bởi vì là bắt đầu từ hôm nay thì sau khi mà live stream xong là thầy sẽ ẩn nhá, thầy sẽ đi ẩn 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 video đấy. Thế nên là các em mà không share lại về tường là nó trôi mất thì là các em sẽ không có tài liệu để học đâu, được chưa? Thế nên là chú ý là nhớ là share video live stream về tường, không là nó sẽ bị trôi mất nhá. Các em nhớ chưa? Nhớ xe về tường không là thầy like xong rồi thầy ạ. Ok nhá, mình tiếp tục này. Công thức chung của anhydride no hai trước mạch hở. Các em cùng comment rồi này. Hai cái này khó phết. Anhydride no hai trước mạch hở. Hai trước thì nó phải là O2 đúng không? O2. O này vứt này. Thế thì no hai trước thì nó không thể giống là CnH2n được. Đúng không? Và cũng không thể là CnH2n cộng 2 giống ancan, là không có pi nào loại. CnH2n giống anken. Vậy là chỉ có một pi loại tiếp. No hai trước thì nó phải có hai pi, bởi vì có trước CHO nó có hai pi bên trong, được chưa? Vậy đáp án đúng mình phải là đáp án A nhé. Ví dụ anhydride no hai trước là thằng CHO, đúng chưa? Thế này là C2H2O2, thế ở đây là hai C2 này, H2O2 thỏa mãn. Vậy đáp án đúng đáp án A, được chưa? Hơi nhỏ, thế thì thầy nói to lên nhá. Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 3. Câu tiếp theo câu số 3 nhé. Công thức chung của anhít không no một đôi CC đơn trước mạch hở. Thế thì không no một đôi CC đơn trước mạch hở là ví dụ như anh này. CC, C này, CHO, đây H2 này, đây là H này. Được chưa? Thế vậy là không no thì đây. Nó sẽ là C mấy? C3H4O. Đúng không? C3H4O. Thế thì C3H4O hay nói cách khác, hay còn được viết dưới một dạng khác là C2H3CHO. Nên mình thế vào trong bọn này, thế vào trong bọn này một đôi đôi CC rồi. Thế xem nào, C2H2O4 4 trừ 3 là vứt đi rồi, đúng không? Tiếp tục này, C2 này, 22 là 4, 4 trừ 1 3 H3CHO được. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B, bỏ để cho các em rất dễ. Hơi tối, hơi tối. Ôi trời, thấy sáng căng luôn. Em thử tăng cái màn hình của em lên nhé. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ thầy dặn này. Bắt đầu từ tuần sau nhá. Bắt đầu từ tuần sau. Tuần sau này thì vào 20 giờ 15 tối thứ ba. Tối thứ ba là thầy sẽ tổ chức thi thử. Tổ chức thi thử cho 2K2 nha. Tối thứ ba tuần sau tổ chức thi thử 2K2 trong nhóm kín, trong nhóm của thầy đây, nhóm này. Thầy bật cho các em nhìn nha. Các em muốn thi thử không? Bạn nào muốn thi thử thì chấm cái thầy xem nào. Bạn nào muốn thi thử thì chấm cái thầy xem nào. Đây, thầy sẽ tổ chức thi thử trong cái nhóm của thầy, là nhóm các em search nha. Bạn nào mà muốn thầy tổ chức thi thử để biết được là điểm thi thử của mình học kỳ 2 thì chấm cái. Đây, thầy sẽ tổ chức thi thử của thầy trong cái nhóm hóa học cùng thầy Minh Myelin. Đấy, các em nhìn nhá, hóa học cùng thầy Minh Myelin này. Nhóm này, bạn nào chưa vào thì kích vào nhóm này nhá. Xin vào nhóm này nhá. Trong nhóm này thầy sẽ có tổ chức thi thử này. Đây chị Huế này, tổ chức thi thử cho 2K1 này. Thì vào thứ ba thì sẽ tổ chức thi thử cho 2K2 nhá. Đây. Tối thứ ba sẽ tổ chức thi thử cho 2K2. Đấy, bạn nào chưa vào nhóm thì nhớ vào nhóm nhá. Thứ hai nữa này là
20 giờ tối thứ tư, đặc biệt hơn là tối thứ tư thầy sẽ live để chữa đề thi thực, chữa đề thi thực cho các em. Nhớ chưa? 20 giờ 15 tối thứ ba thì thi thử nhá. 20 giờ tối thứ tư thì chữa đề thi thử. Đấy, các em nhớ cái lịch đấy nhá. Để mà chú ý để mà học mà thi. Bởi vì thầy đang rất muốn là cho tất cả các bạn đã theo dõi video live stream thầy, đã học theo thầy thì điểm thi cuối học kỳ 2 của em cực kỳ cao. Đấy, như vậy thì mới thỏa ước mong của thầy nhá. Được chưa? Thế giờ mình bắt đầu mình tiếp tục tiếp. Các em nhớ comment đáp án thật nhanh nhá. Để xem bạn nào làm đúng, bạn nào làm sai. Được chưa? Nhớ comment đáp án. Mình tiếp tục. Mình tiếp tục buổi live ngày hôm nay. Ui, mũi đốt tinh quá. Mũi đang đốt thầy, thầy đang bị mũi nó chích. Các em comment tiếp tục đáp án nhá. Xem nào, câu số 4 là đáp án gì các em? Câu số 4, công thức 0 phù hợp với anhít đơn chức. Chú ý là anhít đơn chức thì một oxy thỏa mãn rồi. Anh này đơn chức được, anh này đơn chức được. Nhưng em nhìn này, anh này là CnHn cộng 2, CnHn cộng 2 giống ancan, không thể là ancan được, đúng chưa? Vậy không phù hợp với anhít đơn chức là C. Được chưa nào? Đấy, giờ mình sang phần dễ hơn chút nữa. Tên gọi và đồng phân. Đấy, bây giờ mình xem nhá. Các em thấy hình ảnh có nét không? 4C rất tốt, đấy, Nguyễn Hà tốt, Phan Lê Yến Nhi tốt, Mai Thị Dừa đã nhảy đến 6 rồi. 6HCO tên gọi là gì? 6HCO tên gọi là gì? Nhiều bạn nhầm cái này lắm. Không phải bạn nào cũng biết được cái này đâu. Đúng không? Đấy, các bạn chú ý rằng là trong buổi live stream ngày hôm nay thì sau khi mà live xong là thầy sẽ ẩn video live stream mình đi. Nên là chỉ có một cách duy nhất để các em biết được, các em có thể xem lại được, theo dõi lại được video live stream này. Đấy là xe nhanh về tường thôi. Bạn nào mà chưa xe này xe nhanh đi nhá. Thứ hai là phải tương tác với thầy thật nhiều, fanpage thật nhiều. Bởi vì thầy đăng rất nhiều tài liệu ứng dụng cho các em nhá. Có rất rất nhiều tài liệu. Bạn nào mà chưa có tài liệu ôn thi thì inbox cho fanpage. Câu số 6, HCO có tên gọi là gì? Anhydride formic đúng, metanan đúng, formaldehyde đúng. Đáp án đúng của mình phải là đáp án C. Tất cả đều đúng. Đấy, rất nhiều bạn comment nhầm này. Nhìn thấy anhydride formic là chọn ngay đúng không? Vứt đi. Cả ba tên này đều được. Đáp án đúng, đáp án C. Các em rất dễ bị hay bị lừa. Formol còn được gọi là formalin. Chúng ta chú ý này, cái anh formol này là chuyên dùng để ngâm xác chết động vật thối rữa. Để làm gì? Để bảo quản nhá. Thì nhớ là có năm thì người ta là còn dùng cái này để như nét như châm anh văn hoàn. Formol còn được gọi là formalin. Đấy, thì anhydride formic hòa tan là rượu sai. Anhydride formic hòa tan là nước đúng, để được dung dịch có nồng độ từ 30-40% đúng chính xác. Vậy đáp án đúng của mình ở đây câu 8 chúng ta phải là đáp án B. Xem live em hả? Em ơi, của thầy nét căng. Thầy đang bật một máy tính này. Đây, một máy điện thoại nét căng. Thế thì chắc là em phải kiểm tra lại đường mạng của em. Các em có thấy mở không? Thầy thì hiện tại thầy đang không thấy mở. Thầy đang bật cả ba thiết bị luôn. Bạn nào thấy mở, bạn nào thấy nét thì chấm cái thầy xem nào. Có bạn vẫn cứ kêu mở. Chắc khả năng cao là do mạng nhà em rồi. Mình tiếp tục nhá. Mình tiếp tục sang câu số 9 nhá, được không các em? Nào, mình tiếp tục cùng sang câu số 9. Bạn nào chưa xe thì xe lại về tường nhá. Câu số 9 này. Câu số 9. Tên gọi. Câu số 9 là tên gọi của CH3, CH, CH5, CH2, CHO là gì? Đấy, xem tên gọi này là gì nào. Thầy vẽ này nhá, thầy vẽ này. Thầy vẽ cho các bạn nhìn này. C, C này, C này, C này, C này, CHO này. Thế thì anh này mình phải chuyển rồi. Bởi vì mạch này mới là mạch dài nhất các em ạ. Vậy thì chuyển lại C C C C C H O đây. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 là chính. Ở vị trí 1 2 3 carbon số 3, 1 2 3 chia lên một nhánh CH3. Đánh số thì phải ưu tiên đánh số từ thằng CHO. 1 2 3 4 5. Vậy tên gọi này là 3-metin nhé. 3-metin. 3-metin vứt. 3-metin vứt. 3-metin. 1 2 3 4 5 pentờ đúng không? Pentan. Butan vứt. Được chưa? 3-metin pentanan. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ 3-metin pentanan. Đấy. Và thấy và nhìn thấy các bạn đã comment được câu 10 rồi. Bo đồng hoàn toàn chính xác. Đức Đức 10C. Quyên Đàm 9B đúng là chính xác. Quyên Đàm ạ. Đức Đức 10C thì không biết là có đúng hay không nhỉ? Văn Hoàn 9B, NT Kim Khánh 9C. Này, bây giờ thầy dạy các em một cái chiêu. Thực ra là chưa phải dạy mà thầy phô chiêu thôi.
thấy con chưa thì nó vẫn cực kỳ nhanh. Em nhìn nhé, C5H10O này thầy chuyển thành C4H9CHO 345248 4 có 4 4 phần là hít. Nhanh chưa? Đây là bí kíp của thầy tìm đồng phân bằng cách đếm ngón tay. Còn lại những bạn nào mà chưa biết nhá, những bạn nào mà chưa biết nhá thì theo dõi thầy thật nhiều, thật lâu vào để mà sắp tới sau khi em thi học xong toàn bộ phần chương trình lớp 11, thầy sẽ live stream cho các em một buổi về tìm đồng phân bằng pháp đếm ngón tay. Còn bây giờ thì sẽ chữa ông ta theo cách đánh số nhá. Thế các em nhìn này, chú ý này, anh C4H9 thì mạch là mạch C4 đúng không? CHO cắm vào mạch C4, vậy mạch C4 của thầy sẽ có này, 1 2 3 4 này. Một mạch đúng không? Mạch thứ hai mạch 3 cộng 1 đúng không? Bây giờ thầy đi đánh số chỉ mà nhóm chó cắm vào carbon. Được chưa? Thế đây trục đối xứng này. 1 2 chó cắm vào đây, của chó cắm vào đây này. Ba thằng này giống nhau. 3 3 3 thằng này tại vị trí số 4. Vậy là C5H10O đúng có 4 đồng phân thật. Đúng chưa? 345248 chính xác nữa nè. Đấy, mấy bạn fan cứng là biết được cái chiêu đây của thầy rồi, rất kinh điển đúng không? Vậy 10 đáp án của mình là đáp án C. Chào Diễm Quỳnh, hello em. Đấy, các em được học thầy thì các em sẽ có những cái chiêu cực kỳ kinh điển và dã man của thầy. Nó kinh đến, nó còn chất hơn cả nước cất luôn. Được chưa? Đấy, thì thầy có cả cách dạy nhanh, thì có cả cách dạy chậm cho cả nhà. Vậy các em chú ý rằng là 20:15 tối thứ 3 tuần sau thì bắt đầu tổ chức thi thử cho 2K2 trong nhóm Hóa học cùng thầy Minh Melin. 20:00 tối thứ 4 có nghĩa là tối hôm nay này, thầy sẽ like cho đề thi thử nhá. Có tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 11. Câu số 11. Không em ơi, thằng này làm gì có đồng phân hình học, đồng phân aldehyd mà hoán. Văn hoán, aldehyd C5H10 làm gì có đồng phân hình học em? Và mình như hơi bị nhầm. Câu 11. Câu 11. Chất phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng hay Ag2O trong NH3 tạo thành bạc. Có nghĩa là tương đương với lại là kem. Văn Hoàn ơi, em nhìn nhá, đây đồng phân aldehyd và dạng CnH2NO thì nó là aldehyd no đơn hở. Aldehyd no đơn hở dẫn đến là không có đồng phân hình học Văn Hoàn nhá. Không có đồng phân hình học Văn Hoàn nhá. Câu 10 đây thì vẽ lại đây, có bạn là Phương Thảo bảo nói câu 10 đây thì mình có này, C5H10O thì biến đổi thành C4H9CHO. Thì coi CHO đi cắm vào mạch C4H9. Trục đối xứng này. Đây mạch C4 này thì có hai mạch này. Trục đối xứng này. CHO cắm vào vị trí carbon này là 1 đồng phân này, 2 đồng phân này, 3 đồng phân này, 4 đồng phân này. Được chưa? Ok chưa? Văn Hoàn hiểu chưa? Câu số 11. Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 mà tạo thành bạc. Đấy các em lưu ý này. Phản ứng được với AgNO3 trong NH3 mà tạo thành bạc. Thế thì mình phải xem nhé. Để tạo thành bạc thì nó cần có gì? Nó cần có nhóm chó. Bởi vì chỉ có chó thì mới có tráng gương thôi. Chỉ có chó thì mới có tráng gương. Thì bởi vì là chỉ có chó mới có tráng gương thì anh này không có chó. Anh này không có chó. Vậy đáp án đúng đáp án B bỏ. Ngoài chó lại còn có thằng HCOOR phải cũng có tráng gương nữa các em nhá. Được chưa? Đấy, các em lưu ý. Những bạn nào mà chưa biết thì nhớ này. Tráng gương. Nốt lại nhá, tráng gương thì gồm có hai điều kiện. Chó này hoặc là HCOOR phải này. Đấy, thì là nó sẽ có tráng gương. Ok chưa? Tiếp tục này. Sang câu tiếp theo, câu số 12 nhá. Câu số 12 này. Dãy gồm các chất chó vì nó là CHO. CHO là chó. Diễm Quỳnh. À, câu 12, dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 hoặc Ag2O trong dịch NH3. Đây này, đây là tác dụng nhá. Tráng gương khác này. Còn tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì các em lưu ý điều kiện của nó nhá. Các em lưu ý điều kiện nó này. Là này. Thứ nhất có chó. Thứ hai có HCOOR phải. Thứ ba nó là bọn an một in. Có nghĩa là có hydro linh động. Thì tác dụng AgNO3 trong NH3. Hai này thì trắng bạc, nhưng anh này không trắng bạc, anh này tạo đến kết tủa vàng. Được chưa? Thế vậy ở đây mình có này. Anhid acetic. Anhid acetic là CH3. CHO nhá. Có chó, được một cháo. Bút một in này. Đây có hydro linh động. Được chưa? Ethylene. Không được vì nó có nối đôi. Nối đôi thì làm sao mà tác dụng với AgNO3 trong NH3 nên loại đáp án này. Được chưa? Thế tiếp tục này, anh này này. Butin 2. Butin 2 đây này.
không có hydro linh động. Bởi vì hydro linh động là hydro được đính vào carbon có chuỗi liên kết 3, thế thằng carbon là chuỗi liên kết 3 đây, không đính vào hydro, vậy là loại. Được chưa? Tương tự anh này ethylene loại, vậy đáp án đúng mình là đáp án C, acid formic. Thế giờ thì vẽ cái thằng C cho cả lớp cùng nhìn nhá, cả lớp chú ý này. Nhìn này thì vẽ thằng C cho này. Acid formic này là HCOOH có dạng HCO chưa? Rồi phải chưa? Vậy trắng gương nhá. Vinyl acetylene này. Vinyl là nhóm thế vinyl này. C nối 3C này, H này. Nhìn thấy không? Có hydro đính vào carbon có chữ liên kết 3, vậy đây là hydro linh động nhá. Vậy là có nhá. Propin này. Propin này có hydro đính vào liên kết 3, vậy là hydro linh động nhá. Vậy thỏa mãn nhá. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C, được chưa? Cả nhà hiểu không? Bạn nào mà hiểu thì chấm cái thì xem nào. Các em có hiểu bài không nhỉ? Các em hiểu bài thì chấm cái thì xem nào. Hello. Mình tiếp nhá. Bạn nào hiểu bài thì chấm thầy xem nào. Bạn nào mà không hiểu bài thì hỏi thầy ngay nhá. Thầy sẽ giải đáp cho các em ngay. Được chưa? Đấy, mình tiếp tục này. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 13. Câu tiếp theo, câu số 13, Trâm Anh. Trâm Anh. Trâm Anh biết có đổi tên Facebook không? Trâm Anh hay là tên thật của em là Trâm Anh đấy. Cái tên Trâm Anh hot mấy hôm nay rồi. Câu 13. Câu 13. Nào, wow. Thuốc thử duy nhất. Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất. Thấy các em chú ý này. Bây giờ cái khó nhất của bọn em làm ở cái câu này ấy, là bọn em không thể biết là chất nào thì thầy chỉ cho chúng ta cách nhìn. HCSO này, CH3, CH2 này. Đấy, thuốc thử duy nhất. Lưu ý ở đây để bài nói ta là cụm từ duy nhất. Thế thì vẽ đây cho chúng ta nhìn. HCHO này, CH3CHO này, C2H2 này. Nếu có thể sử dụng COOH 2 lần thì không được. Nếu có thể sử dụng AgNO3 trong lần 3 chị này kết tủ bạc. Anh này kết tủ bạc. Anh này kết tủ vàng. Vậy nhận biết được CH2. Đúng chưa? Sau khi thầy nhận biết được CH2 ấy, thì em lưu ý này. Anh HCSO cho 4 bạc. Anh CH3CSO cho 2 bạc. Vậy là lượng bạc sinh ra của HCSO nhiều hơn lượng bạc sinh ra của CH3CSO. Vì vậy nên mình nhận biết được sử dụng bằng AgNO3 trong lượng bạc. Em hiểu không nhỉ? Đáp án đúng mình là đáp án B. Thì thấy rất nhiều bạn comment đúng này. Trần Thị Thu Thùy này, NT Kim Khánh này, Trương Kiệt này, Dương Thị Vân Anh này. Đấy, tất cả các bạn đều comment rất là đúng, rất tốt nhá. Đấy, bài nó cũng dễ thôi, không có gì khó cả. Các bạn cần chú ý để mà mình làm được bài tốt. Mình sang câu tiếp theo, câu số 14 nhé. Để phân biệt các chất sau thì có thể sử dụng thuốc thử theo trình tự sau. Trình tự nào sau đây? Thế giờ thì vẽ các cái chất này ra cho các em nhìn này. Acid anhydride benzoic này nhiều bạn không biết đâu. Anhydride benzoic không biết là gì đâu, thì thầy vẽ cho các em nhìn nhá. Anhydride benzoic là các em cũng để ý nhá, cũng để ý nhá. Bốn bạc thì bởi vì cho tranh bây giờ mới hỏi nhỉ. Đây thầy vẽ lại cho em nhìn nhá. Các anh HCSO để cho ta tráng 4 bạc nên là lượng bạc của nó sinh ra sẽ nhiều hơn. CH3CSO cho 2 bạc nên lượng bạc ít hơn. Với nếu mà lấy cùng lượng khối lượng thì HCSO cho nhiều bạc hơn, còn CH3CSO cho ít bạc hơn. Chính vì vậy nên là mình sẽ nhận biết được hàng này. Được chưa? Câu số 14 này, để phân biệt các chất anhydride benzoic. Bạn nào không hiểu gì thì hỏi ngay nhá. Anhydride benzoic này, anhydride benzoic là C6H5CSO. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe đi. Benzen là C6H6. Rượu benzenic là C6H5OH. Đấy, cho ba chất này. Người ta hỏi là có thể dùng các thuốc thử theo trình tự nào sau đây. Đấy, để bài hỏi là có thể sử dụng thuốc thử theo trình tự nào sau đây. Bạn nào muốn hôm nay thầy chữa full hết tờ đề này thì chấm cái nhỉ? Chấm cái cổ vũ động viên này cái. Bạn nào hôm nay tờ đề này của thầy là có bao nhiêu câu nhỉ? 45 câu các bạn. 45 câu. Bạn nào muốn thầy livestream chữa hết tờ đề này tối nay thì chấm cái. Đấy, thế bây giờ thì có đây đáp án này, xem nào. Hai nội bộ, hết bộ. Rất nhiều fan cứng. Mình nhìn nhá, mình nhìn kỹ cho thầy nhá. Ở đây có thằng chó này, vì là mình nghĩ ngay dùng AgNO3 trong lần 3 đầu tiên. Nếu mà thầy sử dụng AgNO3 trong lần 3 nhá, AgNO3 trong NH3 thì thầy loại bỏ được thằng C6H5CSO. Được chưa? Vậy là thầy vẫn còn bọn C6H6 và C6H5OH. Thế mình nhìn anh này có nhóm OH này. Mình nghĩ ngay đến natri. Natri thì
thả vào anh này không hiện tượng, nhưng anh này thì có sủ vật khí đúng không? Vậy là mình lại nhận biết được C6H5OH và chỉ còn là một thằng không hiện tượng gì là C6H6. Được chưa? Thế vậy, chốt trở lại ở đây là cách đơn giản nhất và cách tốt nhất mình nên sử dụng là AgNO3 trong NH3 này thì mình nhận biết được C6H5CHO này. Được chưa? Kết tủa bạc này. Sau đó sử dụng natri để nhận biết được C6H5OH sủ vật khí bay lên này. Được chưa? Đáp án đúng của mình là đáp án C các em nhá. Đáp án C các em nhá. Được chưa? Mặc dù vậy thì nếu mà mình sử dụng AgNO3 trong NH3 trước thì mình vẫn còn C6H6 và C6H5OH. Sau đó nếu mình sử dụng Brom thì vẫn nhận biết được nhé. Vẫn nhận biết được bởi vì nó cho ra kết tủa màu trắng của C6H6. Nên ở đây nếu mình sử dụng Br2 thì cũng vẫn nhận biết được C6H5OH. Nên là A cũng đúng. Được chưa? Tiếp tục này, nếu thể sử dụng dung dịch Brom thì anh này là mất màu này. Được chưa? Anh này mất màu dịch Brom, anh này cho kết tủa trắng này. Được chưa? Thằng này cũng là mất màu kết tủa trắng. Nhưng mà nếu thì phân biệt hai thằng này có nghĩa là C66 không phản ứng. Nhưng mà nếu mà cho natri vào thì lại chỉ một mình anh này phản ứng. Vì vậy nên D cũng có thể nhận biết được. Được chưa? Hiểu bài chưa? Thế còn B là dùng natri dùng NaOH thì không? Chịu. Vậy đáp án đúng mình là A, C, D. Nhưng mà đúng nhất thì ta nên chọn là đáp án C. Được chưa? A cũng đúng, C cũng đúng, D cũng đúng. Được chưa? Câu này thì cho nhiều đáp án quá nhỉ? Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 15. Câu 15 nhá. Câu tiếp theo câu số 15 nhá. À, chỉ bằng một thuốc thử nào sau đây nhận biết được các chất sau? Chỉ bằng, đúng rồi, đáp án E quyền đảm E, A, C, D cũng đúng. Suy ra đáp án đúng của mình là A, C, D cũng đúng nha. Vào đây học luôn kiến thức mới, chính xác luôn. Câu 15. À, sắp tới khi mà các em học lên chương trình lớp 12 ấy, khi mà em học lên chương trình 12 lớp 12 thì em sẽ phải biết được một điều rằng là khi mà em học chương trình lớp 12 thì có nhiều cái kiến thức mà nó không có trong sách giáo khoa đâu, nhưng nó vẫn thi đại học đấy. Nên cần lưu ý là chú ý theo dõi các buổi live stream thầy và học theo thầy thì nó là ổn nhất. Các em nhìn thấy lớp off của thầy nó dã man như nào được không? Đấy, hôm nay 173 bạn đang theo dõi video live stream thầy gần bằng một lớp off của thầy. Câu 15. Chỉ bằng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết được? Sửa đề dành, sửa đề chọn đáp án sai, ok, được đấy, Cherry Nguyễn. Câu 15 này, chỉ một, ui, các em ơi, xe đuối thế, xe thật nhiều, còn bạn nào chưa xe thì xe lại đi. Xe hôm nay lên được trên 200 bạn không? Đấy, xe mạnh mẽ, xe điên đảo cho nào. Comment đáp án kinh khủng à, đừng có sợ sai, một lần sai là một lần nhớ. Chỉ một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất sau? Đấy, mấy cái câu này là nhiều đứa chết. H2O này, C2H5OH này, CH3CHO này. Thầy nghĩ ngay đến AgNO3 trong NH3 nhưng mà nó chỉ nhận biết được mỗi thằng CH3, CHO thôi. Nên chịu hai thằng này, nên không được. Nếu để sử dụng COH 2 lần thì cũng chỉ nhận biết được CH3, CHO thôi, cũng chịu còn lại. Thế vậy nên ở đây nếu mà thể dụng nát đi thì anh này có khí, anh này không hiện tượng gì. Nhưng chú ý này, nếu mà thả vào nước ý, thì cục natri vo tròn lại xong chạy loang quăng trên bề mặt nước, hiện tượng nhá. Vo tròn chạy loang quăng. Còn nếu CH5OH thì chìm xuống và sủi bọt khí. Chìm và sủi bọt. Vậy là mình nhìn thấy là cảm ơn Bảo Bảo mới học lần đầu và thầy dạy rất khá là hay, cảm ơn em. Đấy, các em, bạn Bảo Bảo nhớ xe lại về tường nhé, xong cho các bạn để các bạn cũng biết đến thầy. Được chưa? Thế vậy là mình nhìn vào cái hiện tượng này. Thứ nhất là nước thì vo tròn chạy loang quang này, bắn tương tung này. Thằng CH5OH thì chìm và sủi bọt này. Thằng CH3CHO không hiện tượng gì này. Thế vậy là đáp án đúng của mình phải là đáp án C. Đấy, rất nhiều bạn comment đáp án C rất tốt. Nguyễn Xuân Trường thì lại comment nhầm mất rồi. Không có vấn đề gì cả, một lần sai là một lần nhớ. Học thầy thì chúng ta sẽ luyện được cái chiêu như vậy. Mình sang câu tiếp tục, tiếp theo là câu số 16 nhé. Câu số 16 hôm nay là đúng rồi, lách tách chính xác luôn. Nhớ rất tốt, fan Minh Nhi. Đấy, fan cứng của thầy nên là học hóa cũng đỉnh luôn. Câu số 16 nào. Đun nóng một rượu X với CO thích hợp sinh anhydride. Thầy kèm chú ý cho thầy. Nhớ học mấy bữa lên phen cứng, chính xác. Học nhiều, học liên tục thầy thì mới lên được phen cứng. Đun nóng rượu X này, các em chú ý này. Nốt lại về tường nhá. Chú ý nhá. Aldehyde mà tác dụng với ancol mà tác dụng với COO tạo thành aldehyde. Khi và chỉ khi nó là ancol no đơn
Được chưa? Bậc 1 thì mới có điều này. Ancol đôi bậc 1 có dạng là R CH2 OH đi qua CO thì nó sẽ tạo thành R chó. Được chưa? Thế vậy công thức tổng quát của ancol bậc 1, đây, thằng này bậc 2. Good. Được chưa? Để mà sinh ra anhít thì nó phải là ancol no đơn chức nhá. Thế thì không thể thằng này, bởi vì gốc R mình chưa biết. Ancol no đơn chức là chỉ có thằng này CnH2n cộng 1 CH2OH. Đáp án đúng mình phải đáp án B. Nó rất là khó điểm đấy nhá. Rất nhiều bạn bị nhầm đây. Bởi vì để ra thành anhít mà. Anhít thế thì nó phải là ancol no đơn hả? Được chưa? Mình tiếp tục này. Sang câu số 17. Câu số 17. X là hợp chất mạch thở có công thức phân tử là C3H6O. Đúng chưa? Thầy dạy còn hay hơn cả thầy dạy trên lớp bọn em. Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn Trương Kiệt. Bạn Trương Kiệt. Thế nên là phải chú ý theo dõi thầy thật nhiều nhá. Câu 17. X là hợp chất hữu cơ mạch thở có công thức phân tử C3H6O. X không tác dụng với natri này. Các em lưu ý này. X không tác dụng với natri này. Các em nhớ comment đáp án nhá. Thế anh này tác dụng natri này, loại. Đúng chưa? Đấy, còn lại là không tác dụng natri. Nhưng có phản ứng tráng gương. Nhưng có phản ứng tráng gương. À, Phan Lê Tú Viên bạn hỏi bậc 1 là sao? Bậc 1 là nhóm OH đính vào carbon bậc 1 nhé. OH đính vào carbon bậc 1 thì được gọi là bậc thì được gọi là ancol bậc 1 nhá. Được chưa? Thầy vừa trả lời cho câu bạn Phan Lê Tú Viên. Thế thầy tiếp tục câu số 17 này. À, đấy có rất nhiều bạn fan cứng của thầy đã comment để đáp án rất tốt. Cảm ơn các em. Đấy, các em nhớ xe lại về tường xong rồi tag các bạn vào trong video livestream mình nhá. Mình tiếp tục này. Câu 17. Có phản ứng tráng gương thì nó phải có dạng HCO hoặc là có chó. Anh này không có HCO, không có chó. Vứt. Vậy còn B và C. Mình nhớ này công thức này C3H6. O, đây là O2. Vứt chưa? Vậy đáp án đúng mình đáp án B. Đấy, các em nhìn kỹ nhá. Nhớ cái lập luận của thầy. 17, đáp án đúng mình là đáp án B. Ok. Mình sang câu 20. Câu 20 này hay lắm. Có một thằng vừa chê em trả lời sai lãnh bằng tâm. Không sao không ạ. Một lần sai một lần nhớ. Em đừng có kỳ thị các bạn. Rất nhiều bạn fan cứng thằng comment đáp án thầy. Wow. Các em cố gắng chú ý theo dõi học mà để mà đợt tới thi điểm thật cao. Các em lưu ý rằng là sắp tới là thầy tổ chức cái vụ thi thử nhá. Nhớ này. Thi thử này 20:15 tối thứ 3 tổ chức thi thử cho 2K2 kết thúc học kỳ 2 trong nhóm. 20:00 tối thứ 4 thầy like sẽ chữa đề. Thầy sẽ like chữa đề thi thử. Được chưa? Nhớ đấy nhá. Trong nhóm nào thì trong nhóm học cùng thầy Minh Mia đi. Câu 20. Anhít tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với hydro qua hai phản ứng này chứng tỏ anhít như thế nào? Thì bây giờ thầy mới hướng dẫn cho em này. Phản ứng tráng gương, có phải phản ứng tráng gương là AgNO3 biến lại bạc đúng không? Thế là bạc cộng 1 biến lại bạc 0. Đúng chưa? Khử tăng, O giảm. Vậy đây là số xóa giảm. Vậy lúc này bạc cộng thể hiện tính oxy hóa. Mà bạc cộng thể hiện tính oxy hóa thì anhít thể hiện tính khử. Được chưa? Vậy là suy ra ở đây thì có này. Trong cái phản ứng mà anhít cộng với lại AgNO3 trong NH3 thì anhít thể hiện tính khử. Anhít thể hiện tính khử. Nhớ chưa? Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Trong cái phản ứng cộng hydro, có phải công thức tổng quát anhít là CnH2n O mà cộng hydro thì tạo thành CnH2n cộng 2O không? Hydro từ số xóa 0, chui trong này xóa cộng 1. Khử tăng. Nhìn thấy khử tăng chưa? 0 lên dương 1 là tăng. Vậy hydro thể hiện tính khử. Hydro thể hiện tính khử. Hình thức thi là trắc nghiệm nhá. Kirelli. Hình thức thi là trắc nghiệm thi thử. Thi thử trong nhóm. Chống liệt hóa để phải học thầy. Thi thử trong nhóm tiệm nữa nhá. Hydro thể hiện tính khử tương đương với anhít thể hiện tính oxy hóa. Anhít thể hiện tính oxy hóa. Vậy suy ra trong phản ứng anhít, các em lưu cái này lại nhá, cái này rất hay thi này. Cộng với hydro thì tạo thành ancol. Thì tương đương với anhít lúc này thể hiện tính oxy hóa. Vậy anhít vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxy hóa, nhớ chưa? Vậy đáp án đúng mình đáp án C. Được chưa? Chào Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh vào muộn. Hello em. Đây vừa nãy bạn Kỳ Rally hỏi là hình thức thi kiểu gì thì bây giờ thầy thoát cho các em nhớ này. Hình thức thi là thi ở trong cái nhóm này của thầy nhá. Vừa nãy cũng có bạn hỏi này, nhóm hóa học cùng thầy Minh Berlin này. Được chưa? Đây,
Trong nhóm này thì khi mà các em vào thì sẽ có chị Huế, chị sẽ đăng cái buổi thi hàng tuần lên đây. Thì các em chú ý rằng là hàng tuần sẽ có các buổi đây này, tối nay thi 2K1 thi trong nhóm này. Đấy, thì chị Huế chị sẽ đăng một cái link, đây là cái điểm thi của anh chị 2K1 này. Đấy, được chưa? Đây này, tính giờ làm bài môn hóa này này. Đấy thì thi sẽ tính được kiểu này, các em chỉ cần kích vào cái link Google Slide. Được chưa? Thì khi mà cái link này load lần đầu đấy thì lịch thi thử hàng tuần này, các em nhìn chưa? Đấy tại page này, phiếu trả lời trắc nghiệm này, em đặt tên này, họ tên này, trường này của em đâu này. Xong rồi ở phía dưới là sẽ có cái bảng đầy đề thi đây. Đấy, các em sẽ thi gì này, có đề ở dưới nhá. Đấy, được chưa? Các em hiểu chưa? Đấy thì tối thứ ba tuần sau mình bắt đầu thi nhá. Câu 21, rượu ăn cồn no đơn chức tác dụng với CuO, đun nóng tạo thành anhít. Thế thì để như vừa nãy thì vừa chú ý. Như vừa nãy thì vừa chú ý thì để mà rượu ăn cồn đây, ăn cồn mà tác dụng CuO tạo thành anhít khi và chỉ khi nó là ăn cồn no đơn bậc 1. Ăn cồn bậc 1 với rượu bậc 1, vậy đáp án đúng mình đáp án à. Ok. Link nhóm em chỉ cần search lên thôi là vào được mà. Hoặc bạn nào có thì bạn ấy gửi link nhóm vào trong này của thầy với. Nhá. Được chưa? Mình có sang câu tiếp theo, câu 24. Nào, câu tiếp theo câu 24. Các em học bài có hiểu không? Bạn nào hiểu bài thì chấm cái thì xem nào. Nhớ là xe là cái tường nhé, không là trôi mất. Được chưa? Ok. Đây để thầy gắn link nhóm vào đây cho cả nhà. Bạn nào học hiểu thì chấm cái xem thầy xem. Các em hiểu bài không? Cả nhà hiểu bài không? Hello. Bài cũng dễ rồi mà. Đúng không nhỉ? Mình sang câu tiếp theo nhé. Mình sang câu tiếp theo, câu số 24. Các em cùng comment đáp án câu 24 xem nào. Xem câu 24 đáp án gì. Xem các em có nắm được câu 24 không. 24 đáp án gì ấy nhỉ? 24. Không biết có bạn nào biết đáp án gì không. Hay là còn khéo gà, còn không biết đáp án gì luôn. 24. Wow, thầy thấy là toàn fan cứng comment này. Hợp chất X công thức phân tử C4H8O này. X tham gia phản ứng trắng gương này. C4H8O mà pha ra phản ứng trắng gương vậy chắc chắn nó là chó rồi, có chó. Có dạng là C3H7, CHO này. Tác dụng với hydro tạo thành Y, đun IH4 đặc, sinh ra anken không nhánh. Y. Lưu ý này, sinh ra anken mạch không nhánh. Do anken mạch không nhánh, Y không nhánh, suy ra X không nhánh, tương đương với lại X không phân nhánh. X không nhánh. Nhớ nha. Thế vậy có nghĩa là C3H7, CHO và không có nhánh. Vậy chỉ có thể là anh này thôi. Hay còn có tên là gì? Butanan. Đúng chưa cả nhà? Anhít mà. Đây có nhánh thì vứt này. Iso cũng vứt này, không nhánh này. Được chưa? Vậy chỉ có thể là Butanan thôi. Đáp án đúng đáp án. À, Kim Khánh. Tốt, chính xác. Đấy, thấy thấy rất nhiều bạn học thầy khá là ổn. Học hành rất là chuẩn luôn nhá. Cố gắng học thầy thật nhiều để mà tăng level. Thầy sẽ giúp các em tăng level lên mức cao nhất, kinh khủng nhất và không ai ngờ tới. Đấy, mình sang tiếp tục. Sang câu tiếp theo, câu số 25 này. Những chất phản ứng với lượng dư hydro. 25 là những chất mà phản ứng với lượng dư. Mau lên cố gắng lên, chuẩn bị sang phần cháy rồi. Những chất mà phản ứng với lượng dư hydro. Em đợi thầy xíu, thầy cắm cái sạc. Cắm cái dây sạc điện thoại. Đây, các em thử comment cho thầy xem nào. Những chất mà phản ứng với lượng dư hydro để tạo thành Y cho chất này. Những chất phản ứng hoàn toàn lượng dư sinh ra cùng một sản phẩm. Hè thì like 12 chính xác. Butyric. Ừ, butyric cũng được nhưng mà đây là nó câu này sai rồi. Đáp án phải butanan chứ. Được chưa? Hè thì like 2K2 chính xác Nam Dương. Câu 25. Câu 25 cho các chất. Những chất phản ứng hoàn toàn lượng dư hydro niken nhiệt độ cùng tạo ra một sản phẩm. Em lưu ý cùng tạo ra một sản phẩm nhá. Cùng tạo ra sản phẩm này. Thì thằng số 1 này thì anhít này cộng này thì tạo thành sản phẩm gì? Đấy cứ tương tự. Đây, CH3, CH2, CHO. Thì vậy nó tạo ra sản phẩm là CCC cắm thằng OH đây không? Tương tự anh này cũng cộng hết nối đôi đây cũng tạo thành CCCOH đúng không? Anh này có mạch nhánh không tạo thành CCCOH được đúng không? Nhưng này có nối đôi để cũng tạo thành CCCOH đúng không? Mình có 1, 2, 3, 3 anh này. 1, 2, 4. Vậy đáp án đúng của mình phải là đáp án B. Bỏ.
Ok, Trần Thiên Long chính xác. Link đây thầy đăng ở ngay ở trên fanpage của thầy em nhé. Em chỉ cần vào fanpage em lấy là có link đây ngay, Nam Dương. Lại tình chính xác luôn. Ok, rất tốt. Hình như bây giờ lại comment hơi hơi đuối đuối rồi. Hình như đến câu mấy khó rồi. Đâu, đề này dễ hơn. Câu 28 nào các em. 28 hay phết. 28 hay lắm. 28 cực kỳ hay luôn. Để trước khi làm 28 các em cần có một số cái nốt nhỏ nhỏ sao. Thứ nhất là anhydride Northern. Họ thì công thức tổng quát nó là CN H2NO cộng với oxy khi cháy thì nó sinh ra NCO2 cộng N nước, thấy không cân bằng nữa nha. Vậy mình nhìn anh này 1 này, thì anh này N này, thì anh này N này, các em nhìn kỹ chưa? Vậy thì suy ra là cứ anhydride Northern thì công thức tổng quát là CnH2NO thì dẫn đến một điều là NCO2 bằng N nước. Các em nhớ chưa? Cái này nốt lại này. Cái này phải đóng khung lại cho thầy. Đấy nha, cứ anhydride Northern thì NCO2 bằng N nước thì công thức tổng quát là CnH2NO. Được chưa? Thế tiếp tục này, sang một cái khác thì sao? Với anhydride, thế tiếp tục này, hai chức mà lại khác dãy đồng đẳng. Thế vậy nếu mà là anhydride hai chức, bút của thầy tự nhiên bị tắc mực em ạ. Đợi thầy kẹo. Thế giờ thì chữa câu 28 này, cả lớp cùng nhìn nhá. Cả lớp cùng nhìn câu 28 nhá. 28 là để chữa này. Hai anhydride hai chức, thầy chưa biết công thức tổng quát nó như thế nào. Thì anhydride hai chức thì cái gì là CN CX HI hai chức thì nó là O2. Tác dụng với oxy để tạo thành CO2 là 0,3 này. H2O là 0,2 này. Chỗ này là 0,1 này. Các em nhìn thấy không? Thế cùng làm với thầy nhá. Thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Ô, máy tính xịn thầy rồi. Các em bấm tính rồi đấy. Ôi, máy tính xịn rồi. Máy tính điện thoại rồi. Máy tính điện thoại. Bây giờ thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy cho cả nhà mình nhìn nhá. Đây này, thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này. Nước thì nhân 1, CO2 thì nhân 2, bởi vì trong này có 1 oxy, trong này 2 oxy. Vậy thì có là 0,2 nhân 1 cộng 0,3 nhân 2 nhá. 0,2 nhân 1 cộng 0,3 nhân 2 bằng 0,8 các em ạ, bằng 0,8. Bằng 0,8 nhá. Tiếp tục này, trong này có 2 oxy thì phải trừ đi 0,1 nhân 2, trừ đi 0,1 nhân 2 hiểu không nhỉ? Bằng 0,6. Chỗ này có 2 oxy này, vậy thì phải chia cho 2. Bằng 0,3. Vậy thằng này bằng 0,3. Vậy mình có là 0,3 mà nhân 2,4 thì bằng 6,72. Lại tình, comment rất đúng, chính xác, rất tốt. Wow, thầy thấy rất nhiều bạn comment đúng nhá. Giảng lại câu 25 á. 25 là cộng hydro Hoàng Văn Lê ạ. Hoàng Văn Lê cố gắng xe lại về tường xong rồi tí nữa rồi bạn Hoàng Văn Lê bạn hỏi là thầy giảng câu 25. Thầy chỉ lại câu 25 cho các em nhá. Trong thằng này là có nối đôi CO này thì cộng hydro thì nó tạo thành nhóm OH này. Thằng này có nối đôi CC này, cộng hydro thì nó tạo thành anh này nối đơn này. Cộng với lại CSO thì có nối đôi CO cũng tạo thành COH này. Thấy chưa? Anh này do mạch nhánh thì không thể tạo thành thằng này, bởi thằng này mạch thẳng này. Đúng chưa? Anh này có nối đôi CC và nhóm OH thì vẫn tạo thành anh này. Được chưa? Lại tính. May quá làm đúng văn hoàng. Rồi ok. Tốt. Mình sang câu 29 này. 29 hay lắm. 29 các em phải comment đáp án nào. Những cái câu đề này có thể nó dị lắm. Các bạn học óc cũng rất sợ. Được chưa Hoàng Lê? Hoàng Lê hiểu không? Mình tiếp nhá. Mình tiếp sang câu 29 nhá. Mình tiếp sang câu 29 nào. 29 đáp án gì? Xem câu 29 đáp án gì cả nhỉ? 29 đáp án gì? Đấy các em cùng comment đáp án 29 rồi nào. Hello. Tiếp nha. 29 tốt chắc hoàn toàn amon hỗn hợp cùng 2 anhydride thu được amon nước. Vậy ở đây này, úi giời các bạn tịt hết. Các em nhìn kỹ xem thầy làm này. Vậy thì suy ra được này, dễ cực. Số nguyên tử hydro trung bình. Hiểu rồi Hoàng Văn Lê, ok. Số nguyên tử hydro trung bình có phải bằng 2 lần số mol nước chia cho số mol anhydride à? Số mol nước có thể bằng A, vậy là 2 lần A. Số mol anhydride bằng A, vậy số nguyên tử hydro trung bình bằng 2. Được chưa? Hydro trung bình bằng 2, nhìn này. Anh này có 2 hydro. Anh này có 4 hydro. Thế một thằng có 2 thì còn lại phải có 2 thì trung bình mới bằng 2 được. Vậy loại anh này sai. Anh này có 2 hydro, anh này có 2 hydro, vậy trung bình bằng 2 chính xác. Anh này có 2 hydro, anh này có 4 hydro. Loại tiếp, bởi trung bình không thể bằng 2.
Anh này có 4 hero, anh này có 2 hero, loại nốt. Vậy đáp án đúng mình đáp án B, bò. Nó lớn kiệp chính xác, Nhung Nguyễn Vũ chính xác. Bò đồng ơi sai mất rồi, không sao cả. Một lần sai một lần nhớ nha. Các em hiểu cái câu này không nhỉ? Bước ngoặt của câu này mình tìm được số nguyên tử hero trung bình bằng 2. Thực ra thì với là bọn Anhit mà hero trung bình bằng 2 thì chỉ có thể một thằng đầu tiên là HCSO. Thằng còn lại cũng có 2 nguyên tử hero thì chỉ quay này. Được chưa? Ok, cả nhà hiểu bài chứ? Bạn nào hiểu chấm cái nhỉ? Sau mình sang tiếp câu 30 nhá. Thầy sang câu 30 rồi chưa các em? Thầy sang câu 30 rồi chưa? Các em hiểu bài, các em có hiểu bài không? Bạn nào không hiểu hỏi nhá. Không hiểu hỏi thầy sẽ nói lại nhá. Mình sang câu tiếp, câu 30. Đấy, có rất nhiều bạn comment đúng này. Hà Bảo Trang may quá làm đúng, tốt, chính xác. Câu 30 này. 30 này. 30 giờ thì phải đi tìm này. Số mol CO2 xem nào. 0,448 chia 2,4 bằng 0,02 mol. Số mol nước nhá. 0,27 chia cho 18 thì bằng 0,015. Khó rồi đấy. 0,015 mol nước. Đấy, 0,35 một anhít. Thế thì x có công thức cấu tạo là gì? Thế bây giờ các em cần chú ý cho thầy nhá. Các em nhìn cái tinh này, chú ý này. Trong này có một pi này, đơn chức này, một pi này, đơn chức này, một pi này, đơn chức. Vậy mình nhìn thấy A, B, C đều là aldehyd có một nối đôi CC và đơn chức. Và đơn chức. Nên công thức tổng quát của nó sẽ có dạng là CnH2n trừ 2O. Khi nó cháy trong oxy thì ta sẽ thu được NCO2 cộng với lại N trừ 1 nước. Nếu anh này là 1 thì anh này là N, thì anh này là N trừ 1. Nên mình luôn luôn có một điều, đó là số mol CO2 trừ số mol nước thì chính bằng số mol anhít. Đây, CO2N trừ đi N trừ 1 thì bằng 1. Được chưa? Thế vậy nhá, em lưu ý nhá, cứ N CO2 trừ N nước bằng anhít khi và chỉ khi nó có công thức tổng quát là CnH2N trừ 2. Và anhít này, anhít một đôi CC đơn chức. Cái thằng này rất giống CnH2N trừ 2, rất giống ankin và ankade. Các em nhìn thấy điều trùng hợp như vậy. Thế vậy nên đây thì tìm được N cháy bằng 0,02 trừ 0,015. Thì anhít đơn chức này số mol bằng 0,02 trừ 0,015 thì nó sẽ bằng là 0,005. Thì biết được khối lượng của nó bằng 0,35 nên để tìm được phân tử khối bằng 0,35 chia cho phân tử khối bằng 0,35 chia cho 0,005 và bằng 0,35 chia cho 0,005 bằng 70. 70. Mà công thức tổng quát của anhít này là CnH2n trừ 2 thì có là 12n, 70 bằng 12n cộng với 2n trừ đi 2 cộng với 16. Đến đây thì tìm được nào? Đến đây thì tìm được nào? Nó thêm vào bao nhiêu nhỉ? 70 này trừ 16 này cộng 2 này bằng này, chia 14 này là bằng 4. Nó 4 này là nó có 4 công thức, 4 nguyên tử carbon này. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Vậy không còn cái gì để loại nữa. Vì vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Cả A B C đều đúng. Các em hiểu bài không? Các em hiểu cái câu này không? Các em nhớ cái kỹ năng này nhé. Và đây thì có một cái chiêu nhỏ nhỏ dành cho cả lớp. Các bạn đang theo dõi video livestream mình cũng nhớ này, là mình cứ thấy là dạng nào, cái thằng nào có dạng CN là N trừ 2 ấy, thì mình sẽ có là N CO2 trừ N nước bằng N anhít. Ankin vậy, ankadien vậy, aldehyd một đôi CC đơn chức cũng thế. Và sau này còn rất rất nhiều bài nữa cũng như vậy, cứ nhìn thằng CN hay N trừ 2 thì có N CO2 trừ N nước bằng N anhít hay bằng N chảy. Được chưa? Đấy, rất tốt. Mình sang câu tiếp theo nhá, câu số 31 nhá. Các em hiểu bài không? Bạn nào hiểu bài thì chấm cái xem nào. Câu 31, đốt cháy hoàn toàn một lượng hợp chất hữu cơ thu được số mol nước, chúng ta cùng bấm số mol nước xem nào nhá. 0,0351 chia cho 18 bằng 0,0195. Số mol CO2 0,4368. 0,4368. Bạn Vũ Phương Thảo lấy máy tính ra bấm đi nhá. Chia 2,4 thì bằng 0,0195. À, cái gì làm nhanh mà thầy không đọc tên, không được làm fan cứng buồn. Muốn được làm fan cứng ấy thì em phải comment thật nhiều đáp án vào. Đúng chưa? Phải comment thật nhiều và share tất cả mọi bài của thầy. Còn làm nhanh thì bởi vì thầy đang mãi dạy các bạn quá nên là thầy chưa nhìn thấy gì. Nên Văn Hoàn cố gắng nha, comment nữa thì comment thật nhiều vào thì thầy mới nhìn thấy được nhá. Ok. À, mình thấy này, thế các em nhìn này, câu 31 này, ta nhìn thấy số mol nước bằng số mol CO2 thấy chưa? Do số mol nước bằng số mol CO2. Đây, đây là hệ quả đây thì có là số mol nước bằng số mol CO2 nhá. Ok, tiếp tục này.
Câu 31 rồi. Thầy có 45 câu. Đấy, chúng ta cùng xem tiếp này. X có phản ứng với CO2 hai lần trong môi trường kiềm khí đun nóng. Đun nóng thì nó là chó, đúng không? Nó phải có chó thì mới phản ứng được. Nên thằng này cũng có chó này, thằng này cũng chó. Thằng này không có loại. Thằng này không có loại. Thế mà ta nhìn thấy này, hai thằng này đều có chó. Số mol nước bằng số mol CO2 như thầy đã nói từ trước thì chắc chắn nó chỉ có thể là aldehyde no đơn. Thằng này hai chiếc vứt. Nhìn hai chiếc chưa? Vứt thằng B đi. Về đáp án đúng đáp án. À, aldehyde no đơn. Ok? Dễ không? Phần cháy aldehyde rất dễ đúng không? Chúng ta học thầy chúng ta có nền tảng để cháy ăn côn rồi nên là làm việc gì nó cũng dễ hết. Đấy, cuộc sống nó đơn giản vậy thôi. Cứ học thầy linh láo tu giỏi. Giờ các em đã hiểu lý do tại sao mà các bạn học thầy nó siêu kinh khủng mà. Đúng không? Bởi vì học từ một giáo viên chất. Thứ hai rằng là làm những cách cực kỳ nhanh. Thứ ba rằng là chăm chỉ, cân cu, chê cố và hiểu bản chất. Thì chắc chắn sẽ thành công sẽ đến với chúng ta. Bây giờ mình sang câu tiếp theo. Thầy dạy thì không bao giờ muốn tốn thời gian quá nhiều của em. Nhá, lúc nào thầy làm là làm, không bao giờ có chém gió hay không bao giờ có làm gì hết cả. Vì chém gió rất mất thời gian. Đấy mà lại khiến cho cái mỏi mắt, mỏi tất cả mọi thứ nữa. Chúng ta lên rồi chúng ta học. Học xong rồi chúng ta nghỉ. Được chưa? Học là học, chơi là chơi nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 32. Nó là Đức Hiệp, ok. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp gồm 2 anhít no đơn trước mạch thở. Ê, nhìn chưa? Để bài cho ta là anhít no đơn trước mạch thở. Vậy công thức tổng quát của nó là CN H2NO. Thu được 0,4 mol CO2, đốt cháy nó thì thu được CO2 số mol bằng 0,4. Mặt khác, hydro hóa hoàn toàn M gam X, vậy là cộng hydro này, thì cần vừa đủ 0,2 mol hydro. Sau phản ứng thu được hỗn hợp hancol, hancol nó sẽ là CnH2n cộng 2O. Đốt cháy hancol này thì số mol nước thu được là bằng bao nhiêu? Số mol nước thu được bằng bao nhiêu? Thêm lưu ý thầy một câu này rất là đặc biệt điểm này. Thằng đó đốt cháy thu được CO2 và nước đúng không? Các em nhìn nhá. Anh anhít này cộng với hydro thì ra được thằng ancol. Có ảnh hưởng đến số nguyên tử carbon không nhỉ? Không ảnh hưởng đúng không? Số nguyên tử carbon giữ nguyên. Vậy thầy hoàn toàn được quyền bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Thầy có số mol CO2 này sinh ra khi đốt cháy anhít cũng chính bằng số mol CO2 sinh ra khi đốt cháy ancol. 0,4 về đây 0,4. Tiếp tục nhá, nhìn kỹ này. Anh này anhít no đơn hở. Và do anh này là anhít no đơn hở này nên ta sẽ có là số mol hydro cộng với số mol hydro chính bằng số mol anhít. Được chưa? Vậy số mol anhít bằng 0,2. Và nếu vậy thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon thì có 0,2 nhân N chia cho N thì số mol ancol bằng 0,2. Được chưa? Câu này rất hay đấy. Thế thì mình nhìn thấy số mol của thằng ancol bằng 0,2 rồi. Mà mình nhìn đây là anh ancol no đơn hở. Ancol no đơn hở thì luôn có điều gì nhỉ? N nước trừ NCO2 bằng N cháy. N nước chưa biết, NCO2 biết 0,4 rồi, N cháy bằng 0,2 rồi. Vậy mình tìm được N nước không cả nhà? N nước bằng 0,2 cộng 0,4 bằng 0,6. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Ok không? Sẽ hợp. Đúng không em? Hiểu bài chứ cả nhà? Các em có hiểu bài? Các em có hiểu câu này không? Câu này là một trong số câu mà rất rất dễ hay thi của em ấy. Cực kỳ dễ hay thi nhá. Nên là các em cần lưu ý, cần chú ý 32C. Rồi, nó là Đức Hiệp không sao cả. Một lần nhầm là một lần nhớ. Một lần nhầm là một lần nhớ. Các em ơi, mình có 45 câu cơ. Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa full 45 câu chấm với thầy xem nào. Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa full 45 câu chấm với thầy xem nào. Thả chấm nhanh lên, thả chấm ác liệt vào. Để thầy xem thầy có nên chữa 45 câu cho cả nhà không. Thả chấm xong một cái là phải xe lại một cái nhá. Nhớ là chấm xong cái thì phải xe lại một cái đấy. Xe một cái thì mới thích. Được chưa? Thầy thích thì thầy mới live stream thật nhiều cho cả nhà. Ok. Mình có câu tiếp tục câu số 33 nhá. Mình có sang câu tiếp tục câu số 33. Câu số 33. Xem nào. 33. Đáp án gì nào? Câu số 33 đáp án gì? Nào. Khó phết. 33 hơi bị khó đấy. 33 hơi bị khó đấy. Nào xem các em có biết làm câu 33 không. Chúng ta cũng làm câu 33 nhá. Chia hỗn hợp bắt đầu khó rồi. Nhiều đứa chùn bước rồi. Sao đến câu dễ đâu.
chia hỗn hợp gồm hai anhít no đơn chức mạch thở thành hai phần bằng nhau. Lại vẫn là câu chuyện cũ, anhít no đơn chức mạch thở CnH2NO thành hai phần bằng nhau. Phần 1 điên đốt cháy hoàn toàn thu được nước, 5,4 chia cho 18 bằng 0,3. Dĩ nhiên do đốt cháy anhít no đơn hở nên số mol nước bằng số mol CO2 đều bằng 0,3. Được chưa? Ok chưa? Tiếp tục nha. Phần 2 cho tác dụng hết với hydro dư. Phần 2 cho tác dụng với hydro dư. Thì có phải như vừa nãy mình thu được ancol là CnH2N+2O không? Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y tác dụng với oxy thì thu được CO2 và nước. Đúng không? Đấy, tác dụng hydro dư thì thu được CO2 và nước. Thêm lưu ý cho thầy một chút. Đấy, chúng ta lưu ý cho thầy một chút. Các em lưu ý cho thầy một chút. Một điểm cực kỳ đặc biệt ở trong đề này nhá, là thế này này. Anh anhít này khi đốt cháy ra CO2, vậy số mol carbon ở bên trong thằng anhít thì bằng 0,3 này. Khi tác dụng hydro dư thì không ảnh hưởng đến carbon. Không ảnh hưởng đến carbon, carbon được bảo toàn. Vậy khi đốt cháy thằng ancol này, số mol CO2 cũng chính bằng số mol đốt cháy thằng anhít. Vậy nó đều bằng 0,3. Xong luôn. Được chưa? Thế thì bằng 0,3 rồi thì vậy thì thể tích của CO2 thu được 0,3 nhân 2,4 bằng 6,2. Đấy, các em nhìn thấy nhiều câu trông tưởng dài khó nhưng mà nó lại cực kỳ dễ nếu các em hiểu được bản chất. Được chưa? Nếu các em hiểu được bản chất thì mọi thứ nó đều là dễ dàng, mọi thứ nó đều là đơn giản. Thế là xong cái phần mình còn câu tiếp theo, câu 34. Câu 34 này hơi khó tí. Câu 34 bây giờ thì mới bảo là hơi khó tí nhá. Hơi khó tí thì các em cũng xem là thầy hướng dẫn các em làm chậm chậm như nào nhá. Cả nhà cũng để ý xem thầy hướng dẫn cả nhà làm chậm chậm như nào. Câu 34 này. Những cái câu này đều là những câu mà rất dễ có khả năng thi trong đề thi của em. Thầy tủ câu 32, thầy tủ câu 33 và thầy tủ câu 34 về phần anhít. Thế nên là những bạn nào mà chưa được theo dõi phần này thì nhớ xe lại về tường nhá để làm tài liệu ôn thi. Mai mà các bạn mà khó, dĩ nhiên là khó rồi, chuẩn bị đến phần dễ rồi, trắng bạc dễ rồi. Câu 34 nhá, nốt câu 34. Thầy chữa cho các em này. Nhớ là xe đến đây những câu thầy tủ, những câu thầy tủ trong cái đề thi ở trên trường của bọn em ấy nhá. Được chưa? Mình tiếp tục này. Bạn Thùy Dương hỏi gì nhỉ? Câu 32 á. Thùy Dương ơi, câu 32 để bài cho là anhít no đơn chức mạch thở mà em. Thùy Dương, anhít no đơn chức mạch thở mà nhá. Đề bài cho vậy. Câu 34. Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO này, C2H2 này, H2 này đi qua ống sứ cho bột niken đun nóng này. Sau một hỗn hợp y cùng khí hơi thì chẳng cần quan tâm hỗn y gần gì. Cần dùng vừa đủ 0,07 mol oxy này sinh ra này, CO2 này 0,055 này, nước này 0,81 mà chia cho 18 0,045. Nhiều bạn kêu câu này khó. Hey, Nam Dương hay quá, đúng rồi. Đề nào mà thầy chả hay. Câu này nhiều bạn làm là nhìn là không làm được. Nhưng em quan sát cho thầy nhé. Vấn đề hóa học hữu cơ là vấn đề chúng ta không cần quan tâm đến điểm đầu và cũng chẳng cần quan tâm đến điểm cuối. Mình không cần quan tâm điểm đầu điểm cuối. Mình chỉ quan tâm này. Thằng này nung trong bình kín thì thành hỗn hợp Y. Mình không quan tâm hỗn hợp Y là gì. Nhưng khi đem hỗn hợp Y đốt cháy cũng tương đương với đem hỗn hợp X đốt cháy. Nhá. Vậy có nghĩa là thầy Y đốt cháy trong 0,7 mol oxy thì ra được CO2 và nước. Thì X đốt cháy trong 0,7 mol oxy cũng thu được CO2 và nước như này. Vậy thì đặt số mol HCO là A, CH2 là B, H2 là C. Vậy thì sẽ có phương trình đầu tiên là phương trình bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon này, các em lưu ý nhé. Trong này có 1 carbon, vậy là A. Trong này có 2 carbon, vậy là 2B. Thì bằng 0,055. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro, trong này có 2 hydro, vậy là 2A. Cộng với lại 2 rô vậy là 2B. Cộng với 2 rô vậy là 2C. Thì bằng 0,045 x 2. 2 x 0,045. Like xong là thầy sẽ ẩn. Nhá. Like xong thầy sẽ ẩn. Ẩn like. Ẩn like nên là các em nhớ là share về tường. Bạn nào mà share về tường thì bạn vẫn xem được. Còn lên vào fanpage của thầy thì không thấy đâu. Nhá. Thế còn một cái phương trình nữa là phương trình oxy. Vậy thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Đây là bảo toàn hydro này. Thầy bảo toàn oxy là sao? Bên đấy một oxy phải là 2A. Một oxy phải là A. Không oxy, không oxy. Cộng với này 0,07 x 2. 2 oxy mà. Thì bằng 0,055 x 2. 0,055 x 2. Cộng với 0,045 x 1.
Được chưa? Và đến đây thì sẽ tìm được A, B, C. Xem bấm máy tính xem A, B, C bằng bao nhiêu nhá. Thì bài hỏi là phần trăm thể tích khắc CSU mà. Xem A, B, C bằng bao nhiêu. A bằng 0,055 nhân 2 cộng với 0,045 bằng 0,155 trừ đi 0,07 nhân 2 bằng 0,015. A bằng 0,015. Vậy là HCRO bằng 0,015. Bạn nào bấm máy tính nhanh bấm vào thầy xem BC bằng bao nhiêu. B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu này. B bằng bao nhiêu. Thì A bằng 0,015 rồi, thì tìm được B luôn. 0,055 trừ đi 0,015 bằng chia 2 bằng 0,02. B bằng 0,02. Xem C nhá. 2 nhân 0,045 trừ đi 2 nhân 0,015 trừ đi 2 nhân 0,02 bằng chia 2 bằng C bằng 0,01. Đúng rồi, những bài like trước thầy đều ăn hết rồi. Chính xác là thầy đều ăn hết. Tất cả các bài like của thầy đều ăn hết. Đấy, nên là ba em mà muốn có được tài liệu. Rồi ok, 0,01, cảm ơn Ngọc Nhật. Ở đây thì tìm phần trăm thể tích của HCSO nhá. 0,015 này chia cho mở ngoặc đơn này, 0,015 cộng 0,02 cộng 0,01 bằng 33,33%. Vậy đáp án đúng mình phải là đáp án D. Và rất nhiều bạn fan cứng là comment Phạm Tuyết Phương Anh chính xác. Ôi mỏi chân, ôi đau lưng quá. Nhưng mà bọn này nó học trâu thế, thầy vẫn phải live stream cho các em. Ok. Thôi thầy chỉ chữa các câu dễ dễ cho các em thôi chứ không dám chữa câu khó nhá. Mình tiếp tục này. Sang câu 35. Được chưa? 34 ok, đáp án C, nó là Đức Hiệp chính xác, rất tốt. Tráng bạc. Thầy nói thật với các em nhá, tráng bạc là một trong những phần rất hay thi. Ok, chỉ của em đúng, tất hốt văn hoàn. Comment thật nhiều, làm bài trước thật nhiều thì sẽ đúng thôi. Các em lưu ý này, để làm được bài tập tráng bạc AG nó 3 trong lớp 3 ấy, thì các em lưu ý cho thầy một điều nhá. Một con chó thì luôn chán được hai thằng bạc. Được chưa? Một con chó luôn chán được 2 thằng bạc. Nhưng có đặc biệt một điều, đấy là riêng thằng hắt chó thì chán được 4 bạc nhá. Đặc biệt một điều, riêng thằng hắt chó thì chán được 4 bạc. Được chưa? Được chưa? Thế thì một thằng hắt chó cho chán 4 bạc. Vậy thì đây là hắt C nối đôi O hắt. Tại sao vậy? Tại vì đây, một chó một con chó để cắn hai thằng dây đeo dây chuyền bạc, nhưng mà một con chó hai đầu thì sẽ cắn 4 bạc. Đấy, đấy là để cho các em hiểu nhá. Đấy, em nhanh nhất thì để ở đâu. Ok, thì còn làm nhanh nữa đi Hoàng. Bây giờ sang câu 35 nào. 35 4,5 gram anhydromic có thể là hắt chó đúng không? Mình nhớ nó tráng 4 bạc đúng không? Cứ nhớ vậy thôi là bấm được ngay. Vậy số mol của nó là 4,5 mà chia cho 30. Các em bấm máy tính với thầy nhá. 4,5 mà chia cho 30 thì ra số mol là 0,15 này. Nhân với 4 được bao nhiêu, nhân tiếp với 108 thì ra được khối lượng 64,8 gram. Được chưa? Ok chưa? 35 đáp án A nhé. Đấy, nó dễ lắm. Nó cực kỳ dễ các em ạ. Một chó trắng hai bạc, nhưng mà thằng HCSO trắng 4 bạc là xong. Nào, tiếp tục. Thôi Hoàng ơi, học bài đi. Kệ các bạn. Câu 36 nha. Câu 36 hơi mờ mất chút, không sao cả, đợi một tí tẹo nó lại nét lại mà. Câu 36 các em cùng comment đáp án nhé. Câu này rất dễ thôi, càng ngày càng dễ. Thầy đừng soạn em xe về tường đi. Thanh xuân xe về tường thì là sẽ ok thôi, chứ còn phải xe về tường chứ không là thầy ẩn lai, chắc chắn là thầy ẩn lai đấy. Câu 36 này. 15 gram dung dịch formalin, thì vẫn giữ nghĩ này, formalin này AG nó 3 dư thì số lượng bạc gam bạc thu được là, thêm lưu ý này, 15 gram dung dịch formalin 30%, vậy mình có C phần trăm thì bằng m chất tan chia m dung dịch nhân với lại 100%. Thế vậy suy ra đây thì tìm được m HCHO nguyên chất sẽ bằng 15 nhân 0,3. Thế là ta được là 15 nhân 0,3 bằng bao nhiêu? 15 nhân 0,3 bằng, đây là khối lượng bằng 4,5. Đúng chưa? Thế là khối lượng này bằng 4,5 nhá. 4,5 thì tìm được số mol 4,5 chia cho 30 thì bằng 0,15. 0,15. 0,15 nhân 4 thì bằng 0,6 đúng không? 0,6 mà lại nhân tiếp với lại 108 thì bằng 64,8 nha. Đáp án C. Ok Thanh Xuân, đấy đã xe thế thì những bạn nào mà xe thì là khi mà thầy ẩn live stream thì là vẫn sẽ nhìn thấy thầy thôi, không vấn đề gì cả. Những bạn nào mà thấy rằng các bạn của các em xung quanh em học kém quá nhá thì tag các bạn vào đây
để các bạn cùng học với thầy. Nhớ là ngày mai thì đến lớp thì bảo các bạn là có ông Minh lên ông live stream rất là chất, rất là hay phần hóa. Như hôm nay thầy live cho các em là toàn bộ phần bài ăn hít rồi đấy, đúng không? Đấy, các em học gần hết rồi. Giờ mình sang câu tiếp theo, câu số 37. Có 37 này hay này, 37 này khá là hay này, các em cùng quan sát này. 37 nhá, là đề bài cho chúng ta là 5,8 gam anhydride no đơn chức A, tác dụng A gần nó ba dư, hiệu suất 80%. Thế thì no đơn chức A, no đơn chức A thì có hai khả năng cơ. Một khả năng là anhydride formic nhá. Thế thì bởi vì no đơn chức này, bởi vì nó khác biệt này, thằng anhydride formic thì chán được 4 bạc. Còn lại no đơn chức thì chỉ chán được 2 bạc thôi. Đây này. Đặc biệt này, HCSO chán 4 bạc, nhưng no đơn chức thì chỉ có 2 bạc thôi, nên thể phải tách ra thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là HCSO, lúc nào để giải trường hợp HCSO trước thì trang 4 bạc này. Hiệu suất đề bài cho chúng ta là bằng 80 thì nó là 0,8 đúng không? Thế để tìm được số mol HCSO bằng 5,8 chia 30 bằng 0,1933. Thế bây giờ thì nhân 4 luôn. Được chưa? Ở đây là thuận nhân, nhân hiệu suất là nhân 0,8. Được chưa? Sau nhân với 108 thì kết quả bằng 66,816. Mà đề bài đây chỉ cho chúng ta là 17,28 gam. Vậy là không phải HCSO. Không phải anhydride formic. Vớt, vớt. Được chưa? Thế tiếp tục nhá. Vậy là suy ra nó có dạng là R chó. No đơn chức, no đơn chức thì không, thì nó là CnH2NO luôn. Khối lượng bằng 5,8 này. Tráng được, no đơn chức thì một chó, no đơn chức thì có một con chó thôi, thì tráng được 2 bạc. Thầy tìm được số mol bạc. Đây đây hiệu suất là bằng 0,8. Thầy tìm được số mol bạc bằng 17,28. 17,28 chia cho 108 bằng 0,16 mol. Lưu ý cho thầy chiêu này. Thuận nhân thì chia 0,16 nhân 1 chia 2. 0,16 chia 2 này. Hiệu suất thuận thì nhân hiệu suất, nghịch thì chia hiệu suất. Vậy chia cho 0,8. 0,16 chia 2 chia 0,8 bằng 0,1. 0,1. Đấy, dễ không? Thế thì mình ra được là bằng 0,1 rồi nhá. Mình ra là 0,1 rồi thì mình làm tiếp này. Vậy suy ra thì có này. Phân tử khối này, 12 nhân n cộng 2n. 12n cộng 2n cộng với 16 thì bằng 5,8 chia cho 0,1. Vậy đến đây thì tìm được n bằng 58 này, 58 trừ 16 bằng chia 14 bằng 3. N bằng 3. N bằng 3 thì công thức của nó sẽ là C3H6O đúng không? Hay còn được viết là CH3 này, CH2 này, CHO này, tên gọi là anhydride 1,2,3 propionic. Đáp án đúng đáp án. No mà. Wow, khá nhiều bạn comment đúng nhá. Nội bộ này, Nhung Phạm này, Nhung Hiền Vũ này, Huyền Nguyễn này, Lại Tình này, rất tốt. Wow, toàn là fan cứng của thầy luôn. Sau một đêm thầy biết là có rất nhiều bạn lên fan cứng. Chắc tối nay phải đăng cái tốt là kết bạn là các bạn fan cứng rồi. Ôi sao mở nhỉ? Các em có nhìn thấy nét không? Các em có nhìn thấy rõ? Các em thấy có rõ không? Các em xem bài có rõ không? Các em có hiểu bài không? Bạn nào hiểu bài chấm cái nhỉ? Bạn nào hiểu bài chấm cái trong xe cái. Nhớ xe trong các nhóm học tập nhá. Nhớ xe giúp thầy vào trong các nhóm học tập nhé. Mình sang câu tiếp theo, câu số 38 nhỉ. Mình sang câu tiếp theo, câu số 38 này. Mình sang câu tiếp theo, câu số 38. Ok. Mình sang câu tiếp theo nhá, câu số 38. Câu 38 này. Cho m gam formalin. M gam formalin nhẹ phan dẻo. Cho m gam formalin. Formalin là HCSO 10 gam. Tác dụng với AgNO3 trong lớp 3 dư thế là 4 bạc. 54 mà chia cho 108. 54 chia 108 thì bằng 0,5. 0,5 mol. Vậy ngay tức suy ra không hiệu suất 0,5 nhân 1 chia 4 thì bằng 0,125. Vậy đây thì tìm được m của HCHO nguyên chất sẽ bằng 0,125 nhân 30. Suy ra C phần trăm, đồng độ phần trăm nhá. C phần trăm. Ơ, Thanh Xuân ơi, thầy like ăn côn xong từ lâu lắm rồi. Thầy like ăn côn xong lâu lắm rồi em ạ. Bằng 0,125 nhân 30 chia 10. 0,125 nhân 30 chia 10 bằng 37 nhân 100 37,5%. Vậy đáp án đúng của mình nha các bạn. À. Ui thầy đau lưng dã man luôn. Quá. Wow. Ngồi nhiều quá đau lưng đấy ạ. À. Mình tiếp nha.
đấy, chỉ có em xe nhiều trong nhiều bạn theo dõi làm động lực chiến đấu của thầy rồi. Chúng ta sẽ thi khá là nhiều, chúng ta đến câu 39 rồi, chúng ta có 45 câu và mình hiện tại mình đang ở câu 39. Đấy, mình cố gắng, những bạn nào cố gắng quyết tâm giải đến câu 45 thầy này, bạn nào quyết tâm giải câu 45 chấm cái xem nào. Tối nay nhiều bạn được lên fan cứng, tối nay nhiều bạn được lên fan cứng, thế đấy, nhiều bạn lên fan cứng rồi. Mình tiếp nha, mình tiếp sang câu 39 này. 3g của anhydrit tác dụng Agonova trong đợt 3 thu được 43,2g bạc kim loại. Thế thì khi đề bài cho ta 3g anhydrit thì lúc nào mình phải cẩn thận là thằng HCSO mình test thử xem được không đã. Thằng này chạm 4 bạc. Số mol HCSO bằng 3 chia cho 30 thì bằng 0,1. Vậy này ra 0,4. 0,4 mà nhân 108 thì đúng bằng 4 bạc à. Vậy thì chắc chắn nó là thằng HCSO. Hiểu chưa các em? Thế thì cứ cho một anhydrit nhá mà không nói gì, mình phải thử ngay thằng HCSO. Nha, đây là trường hợp 1. Thế thử ra phát biết ngay nó đúng là HCSO thật. Vậy mình tô luôn đã bạn xem. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo nha, câu số 40. Còn 5 câu nữa thôi các em ạ. Câu số 40 cố lên. Phanh stand. Câu 40. Câu 40. Cho bay hơi hết 58g một chất hữu cơ A thu được 2,24 lít hơi. Vậy số mol hơi là 0,1 này. 5,8, vậy thì tìm được phân tử khối trung bình nó, phân tử khối của chất hữu cơ luôn. Phân tử khối của A sẽ bằng 5,8 chia cho 0,1 bằng 58. Mặt khác là cho 5,8g A, vậy thì thằng A này 5,8g A thì tìm được số mol nó bằng 0,1. Tác dụng Agonova dư thì ra được bạc. Số mol bạc thu được 0,4. Vậy thì có này, số mol bạc tạo thành chia cho số mol A mà bằng 4. Vậy thì khả năng đầu tiên là chó, hắt chó. Nhưng trong này không có hắt chó, đúng chưa? Trường hợp thứ hai là có hai con chó RCSO hai lần. Thế thì cứ một con chó là loại, đúng chưa? Vậy mình còn hai ngày thôi. Nhưng phân tử khối nó bằng 58. Suy ra thầy tìm được 58 bằng R. Suy ra thầy có này, 58 thì bằng R cộng 58, suy ra R bằng 0. Được chưa? Và do R bằng 0 thì chắc chắn nó là CSO 2 lần. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Wow, đấy, rất rất nhiều bạn trả lời đúng. Rất tốt đấy hả? Câu này dễ học đúng không? Dễ như hút trào, dễ như hút tường cả. Câu 41. Câu 41 này. 41. Các em cũng quan sát nha. Cho 0,1 mol anhydrit X tác dụng với lượng dư Agonova trong đợt 3 đun nóng thu được 43,2g bạc. Vậy số mol bạc của thầy bằng 0,1. Vậy là cũng như vừa nãy thì thầy biện luận được là N bạc chia NA bằng 4 suy ra hạt hoặc là HCSO hoặc là RCSO 2 lần. Được chưa? Mặt khác này, hydro hóa X là X cộng với mặt khác. Đây thầy lấy cái kết quả này. Được chưa? Vậy thì nó có khả năng là HCSO bằng 4 này hoặc là RCSO 2 lần. Hydro hóa X thì thu được Y cộng hydro thì thu được ancol Y. Vậy ancol Y có thể là CH3OH hoặc là RCH2OH tất cả 2 lần. 0,1 mol này thì phản ứng vừa đủ với natri. 4,6 mà chia cho 23 thì bằng 0,2. 1 OH thì cộng với 1 natri. Thế nếu mà 0,1 thằng này chỉ phản ứng với 0,1 natri thôi. Vậy loại là HCSO. Loại ancol đứng trước luôn. Loại ancol đứng trước luôn. Vậy chỉ có thể là ancol 2 trước thôi. Đúng đáp án C. Ancol 2 trước thì ăn ít 2 trước. Các em thấy hay không? Hoàn toàn chính xác, rất tốt. Có rất nhiều bạn comment đúng câu này nhá. Bạn Hoàn rất chính xác đấy. 41C Trần Minh Quang, Trần Đức Long, Nhung Huyền Vũ rất tốt. Đấy, dễ không? Các em hiểu bài không? Huyền Nguyễn chính xác. Đang có 42 nhá. À, mệt lắm rồi. Mệt lắm rồi đấy. Câu 42. 42 hỗn hợp gồm 2 anhydrit. À, đây các em nhìn nhá. Số mol kết tụa 86,4 này. 86,4 chia 108 bằng 0,8 mol.
Thế mình lấy này, mình lấy một cái chiêu này là số mon bạc chia cho số mon ăn ít bằng 0,8 chia 0,25 bạc. Bốn câu nữa đúng rồi đấy, chia 0,25 bằng bạc này. Lớn hơn 2, nhỏ hơn 4. Được chưa? Mà thì bài cho đều là gì? Đơn chức, nên chắc chắn thằng 4 này thằng H sẽ đủ. Mà đề bài bảo là MA nhỏ hơn MB, vậy HCRO là nhỏ nhất rồi. Hiểu không em? Vậy 42 đáp án B. Rất dễ. Ngọc Nhật đúng, Vũ Minh Đức đúng, chính xác, rất tốt. Mình sang câu tiếp theo, câu số 43. Hai câu nữa thôi ạ. 7,4 gram anhít no đơn chức động nặng kế tiếp tác dụng Ag2O dư. Phần trăm khối lượng của anhít trong hỗn hợp là. Thế thì do đề bài cho là anhít no đơn chức này, nên trường hợp số 1 là mình phải xét đến ngay cái thằng HCSO và CH3CSO. Tại sao thầy bảo là trường hợp số 1 xét đến ngay thằng này? Bởi thằng này dị. Một mình thằng này trắng 4 bạc, thằng này trắng 2 bạc thôi, nó lệch bạc. Được chưa? Còn trường hợp số 2 thì mình mới xét đến là CnH2n cộng 1 CSO nhá. Rồi thì xét trường hợp số 1 đã. Thì đặt thằng này là A thì thằng này là B thì ra được bạc. Số mon bạc 0,6 thì một thằng A ra 4 bạc này, một thằng B là 2 bạc. Vậy thì có hệ này. Anh này là 30A cộng với anh này là 44B thì bằng 7,4 này. Phương trình thứ hai thì có là 4A này cộng 2B này bằng 0,6. Thầy nhận nhá. Thầy tìm được A bằng 0,1, B bằng 0,1. À vậy đúng trường hợp 1 luôn. Đúng trường hợp 1 luôn, ra số 1 tròn. Thế thì tìm phần trăm. 0,1 nhân 30 bằng chia cho 7,4 bằng 40,54. 50-50 vứt. Nhiều đứa nhầm đấy. Phần trăm số mon nhiều đứa nhầm A vứt. Bao nhiêu nhỉ? 40,54 này nhân 100 mà 40,54. Người ta đáp án đúng, mình đáp án B. Bỏ. Kinh không? Càng ngày tốc độ mình càng lên đúng không vậy nhỉ? Câu 44 cũng như vậy này. Hai hít XY kế tiếp nhau sẽ đặng hết nó đơn chức mạch hậu. Oh shit. Khác HCSO. Ngon chưa? Nó đơn chức mà H khác HCSO. Vậy công thức trung bình của nó là CN H2N O. Khác HCSO nên là nó trắng 2 bạc. Số mon bạc bằng 4,32 chia cho 108 bằng 0,04. Suy ngược lại 0,02. Đề bài cho khối lượng bằng 1,02 rồi, nên để tìm được phân tử khối. 12N cộng 2N là 14N. 12N cộng 2N là 14N cộng 16 thì bằng 1,02 chia 0,02. Đến đây thì tìm được nó trung bình bằng 1,02 chia 0,02 bằng trừ 16 bằng chia 14 bằng 2,5. Lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Vậy suy một anh là C2H4O, một anh là C3H6O. Hay CH4O là CH3CHO, thằng này là C2H5CHO. Đáp án đúng đáp án C. Dã man chưa? Các em ơi, thầy bảo hiện tại bây giờ thầy đang đặt chỗ, thầy đang chạy chương trình đặt chỗ cho cái khóa online C1 của thầy. Và sẽ có các cái buổi mà chữa đề vào hàng tuần. Bạn nào muốn học trước chương trình lớp 12 thì có thể inbox đăng ký với thầy. Hiện tại giá bây giờ nó đang rất là ưu đãi, chỉ có 500k một khóa thôi nhá. Học đến cả năm. Được chưa? Các em khi mà đăng ký khóa học thì em sẽ được ép vào một cái nhóm học tập của thầy, thi thử hàng tuần. Sau đó là sẽ có cái buổi mà live stream mà thầy lại đề cho các em hàng tuần nhá. Có tiếp tục sang câu cuối cùng, câu số 45. Câu tối ngày hôm nay, câu 45. Các em thấy bài của thầy giảng có dễ hiểu không? Nếu mà thấy thầy bài thầy giảng mà dễ hiểu ấy thì các em nhớ đến lớp nhé. Xong rồi bảo các bạn của em là vào hàng tuần thì có thể theo dõi cái buổi live stream giải của thầy vào tối thứ tư hàng tuần. Và nhớ là thi thử nào. Câu cuối. Hỗn hợp anhít đơn chức no kế tiếp nhau sẽ đồng đẳng. Úi, thế thì mình vẫn phải thử rồi. Mình vẫn phải có trường hợp số 1 là HCSO no kế tiếp CH3CSO A, B. Hệ phương trình 30A cộng 44B thì bằng 0,94. Một thằng này trắng 4 bạc, một thằng này trắng 2 bạc,
3,24 chia cho 108 0,03. Bấm máy tính thử nha. 30 bằng 44 bằng 0,94 bằng 4 bằng 2 bằng 0,03 bằng âm. Thầy xem thầy bấm sao? 30 44 0,94 4 2 0,03 âm. Vậy loại trường hợp 1. Bây mình có trường hợp 2. Nó đơn chức CN H2N O thì tráng được 2 bạc. Đúng chưa? Số mặt bạc bằng 0,03 thì số mặt thằng này bằng 0,015 nhân 1 chia 2 mà. Khối lượng bằng 0,94. Vậy nên thì tìm được 14N cộng 16 thì bằng 0,94 chia cho 0,015. Vậy nên thì tìm ra cho mình bằng, mình nghĩ nha, 0,94 này, 0,94 chia 0,015 này trừ 16, 0,94 chia 0,015, 0,94 chia 0,015 trừ 16 chia 14 3,33. Vậy do đồng đẳng kế tiếp lớn hơn 3 nhỏ hơn 4, C3H6O C4H8O. C3H6O hay còn được viết là C2H5OH, C2H5CHO và C3H7CHO. Đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Sao cái tụi nghiệm này các em thấy thế nào? Học fail. Nhớ này, tuần sau 20:15 tối thứ 3 tổ chức thi thử cho 2K2 trong nhóm, 20 giờ tối thứ 4 live chưa để thi thử nhá. Muộn rồi, thấy đau họng rồi và đau lưng lắm rồi. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại các em.